Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hữu, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Yu-Gi-Oh! Duelist tiếp nào. Thì bữa nay tạm thời mình ngưng cái thử thách chút xíu, mình chơi một tập XYZ để mình coi coi hướng dẫn nó như thế nào để mình có chơi được hay không. Tại vì XYZ mình thấy nó cũng hơi có phần gì đó, nó hơi phức tạp. Mình chưa hiểu được cái logic của nó cho đến tận ngày hôm nay các bạn. Cái XYZ mod thì mình hiểu rồi, chẳng qua tại nó mod lại từ Fusion thôi. Rồi, ok, bữa nay chúng ta vào vai của Yuma các bạn nhé. Rồi, skip đi cốt truyện đi, tại vì cốt truyện để dành coi phim sướng hơn. Chứ giờ ngồi coi ở đây cũng không có gì để nói. Rồi, XYZ Monster rồi, nó cũng là những cái ô này đúng không? Rồi, nói vô là cũng phải để sẵn ở đây nè, nó giống Fusion rồi. Ok, giờ tôi phải làm gì đây? Rồi, nó kêu mình chọn con Heia là con nào ta? À, là con này à. Set là nằm xuống, úp xuống. À, cái này là XYZ là úp xuống được à. Rồi, bây giờ nó kêu mình end thân của mình đúng không? Rồi, ok. Rồi, thanh niên này chơi sân biển băng, một cái sân mình khá là thích. Rồi, water gì ấy, chưa kịp đọc. Anh đây là chắc chơi bộ thủy rồi. À, có cái con này Yuma cũng hay dùng lắm nè. Rồi đây, thanh niên này là ra được con Leviathan Dragon luôn rồi. Cái con này là Yuma cũng rất hay dùng bên cái bản mod mình hay chơi nè. Holy Smoke rồi, ok. Cái gì đây? À, nó bỏ một con xuống để nó gia tăng sức mạnh nè. Wow, ghê dữ bay. Ồ, con Leviathan này mạnh quá. Điểm gốc của nó có 200 nhưng mà hình như là nó ở đây. À, con Henja này là nó gọi được lên nè. Rồi, rồi à, một gọi một con ở trong bộ bài của mình lên. Rồi, Special Summon. Rồi, mình gọi được hai con Heia này, không biết làm được cái gì ta. Rồi, rồi, ok, nó dùng tứ tinh ngục tù với mình rồi các bạn. À, hai con này là có thể XYZ được hả? Rồi, hai con này XYZ được. Mình gọi con nào ra ta? Giga gì đây? Giga, rồi, ok, gọi con này đúng không? Rồi, rồi, về cơ bản thì mình biết là hai con này là dùng để gọi ra rồi đấy. Rồi, nhưng mà con này 1.800 mình sẽ đấu là con này 2.000 được. Nó 3.000 luôn. Rồi, nó kêu mình gọi thêm con này ra. Rồi, summon con ra luôn. Rồi, acti cái con này lên. Con này thì lại có chức năng là gọi con này từ dưới mộ lên. Rồi, sao nữa? À, lại được, lại kích hoạt được à. Hay là bấm vô đây? Từ từ, mắt con mình bấm nhầm lắm. Lại là Giga nữa hả? Rồi, ok, Giga thì Giga. Rồi, bấm vô. Rồi, hai con này dung hợp. Hai con này ý xét lại nhau thì lại được. Nói chung là dạng con này là cái kiểu là phải dùng những con 2 hoặc 3 sao là mới gọi được nó ra. Mình hiểu là, đang hiểu là như vậy đó nha. Cái này gì đấy, double summon hả? Quăng cái lá này ra thì được cái gì? Rồi, summon. Gọi, nó yêu cầu mình gọi con này ra. Rồi, yes. Kích hoạt con này lên. Thì để gọi được con rồng, con rồng MU của mình ra. Cái này là MU mà dạng hiền hòa. Rồi, ok. Cái này nó xì bam bài kinh quá. Kêu mình chọn con Sky Flatter hả? Là con nào là Musketeer, con này là con Musketeer. À, rồi, ok, gọi con Musketeer ra. Rồi, đây, để coi nào. Musketeer, để tất nhiên là để ở dạng tấn công rồi. Con này là phải gọi được dùng hai con level 4 để mà reset nó. Mình thì mình đang hiểu là như vậy nha. Rồi, bây giờ thì mình có thể kích hoạt những cái chiêu đặc biệt của những con XYZ này. Con này mà acti thì được cái gì? Rồi, giờ mình chọn một con này thì sao? À, nó quăng một con này xuống.
thì lực công của nó tăng lên 2.001, con này 3.000 thì làm gì nhau. Rồi mình vừa mới ắt tiên sức mạnh của con này. Rồi rồi chọn con này quăng vô. Rồi ắt tiên con này luôn. Rồi con này nó cho mình hai lựa chọn. Mới bấm vô dở quá rồi, thôi kệ nó vậy đi cũng được. À phải dùng con rồng hả? Chọn cả hai con. Rồi quăng hai con này vô. Chỉ cho con này. À mình hất nó vô luôn à. Rồi dùng con này quăng ra. Con này là EZ unit à, unit gì đây? Gắn vô cho con Giga. Rồi bây giờ là lúc mà kết thúc cái gián đấu này phải không? À, dù chưa hiểu gì lắm, nói chung là bây giờ mình hiểu cách EZ rồi đó, nhưng mà chức năng của mấy con này thì nhức cái não quá. Rồi nói chung là hơi bị lợi hại. Và nhân vật của chúng ta tên là Yuma Tsukumo. Rồi ok, hiểu. Rồi ok, mình đã thắng bước đầu tiên là ok rồi đấy. Rồi đây bây giờ à, cái này không cho đánh ngược lại các bạn. Rồi vậy thôi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp. Rồi hy vọng là trong tương lai thì các bạn sẽ hướng dẫn mình chơi reset nhiều hơn, tại vì thật sự là tới giờ mình chưa hiểu lắm vấn đề này. Rồi gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha. Bye bye.